bạn xoay bằng kim loại, bạn nhìn vào trước, bàn sau, nó gồm hai phần, phần chân đế và phần mặt bàn xoay. Ta lấy một phần đất đổ dùng để tạo hình sản phẩm. Ta vê tròn vùng đất, xoay nhẹ bàn xoay để xác định tâm, đặt vùng đất vào giữa bàn xoay, dùng hai cạnh bàn tay ấn xuống tâm bàn xoay để đất bám chắc vào chân bàn xoay. Quay thử, ta quay thử xem đất đặt tâm chưa. Nếu chưa cân thì ta tiếp tục điều chỉnh lại cho đất được cân trên bàn xoay. Chưa cân thì ta không thể tạo hình sản phẩm được. Tiếp theo, ta dùng bàn tay trái xoay bàn xoay, bàn tay phải nhúng nước ôm vào cục đất để cho đất được tròn. Với bàn xoay kim loại nó nhỏ nên ta quay thường không có lực, cần quay đều tay để tạo nhiều lực hơn. Như thế này thì cục đất đã cân rồi, nhưng trong trường hợp mà đất nó vẫn còn cứng hoặc cảm thấy nó cứng thì ta phải nhào thêm bằng cách nhào lên nhào xuống để cho đất được mềm hơn. Hiện tại đất đã tương đối cân, nhưng với bàn xoay kim loại nó không hút nước. Chính vì thế khi bạn quay bàn xoay, nó sẽ văng đất và nước ra